Nếu các bạn có nhu cầu mua phụ kiện điện thoại thông minh chính hãng Samsung giá rẻ nhất Việt Nam, hãy đến ngay shop Bap Công Nghệ của mình nhé. Tất cả các sản phẩm trên shop của mình đều là Samsung chính hãng bảo hành trên tất cả các trung tâm của Samsung trên toàn quốc nhé. Ngoài ra, shop mình sẽ liên tục cập nhật tất cả các dòng điện thoại chính hãng mới nhất hiện nay. Các bạn hãy vào shop của mình ấn theo dõi để cập nhật tất cả các thông tin mới nhất nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Bap Công Nghệ. Xiaomi 13 series đã ra mắt được khoảng cách đây hơn 1.5 năm rồi. Và tại thời điểm gần đây, Xiaomi đã cho ra mắt em Xiaomi 14 Ultra, một siêu phẩm flagship mà rất nhiều người ao ước để sở hữu được em nó, đúng không nào? Tuy nhiên, những sản phẩm dòng Xiaomi 13 series vẫn có một cái gọi là chất riêng, với một cái thiết kế cực kỳ sang trọng và khả năng build một cách hoàn hảo, kết hợp với phần mềm ổn định, hiệu năng ngon nhất trong tầm giá, thì không phải tự dưng Xiaomi 13 series được coi là iPhone quốc dân của Trung Quốc đâu. Ở trong video ngày hôm nay, mình sẽ đánh giá tổng quan qua chiếc Xiaomi 13 để xem em nó có gì khiến cho hàng vạn người luôn ao ước sở hữu được em nó nhé. Bắt đầu video thôi. Trên tay của mình chỉ là em Xiaomi 13 nhé, không cần nói nhiều về em nó đúng không nào. Một cái thiết kế phải gọi là đỉnh cao. Và điều mình thích nhất trên em điện thoại này ấy, đó chính là cái kích thước màn hình của em nó chỉ có 6,36 inch thôi. Thì điều này giúp cho mình khi mà để em nó vào túi ấy, không bị cấn quá sâu này, hay là mình đi xe máy mà mình ngồi ấy, thì những chiếc máy cầm 6,7 inch thì nó sẽ hay chọc vào chân của mình và khiến cho mình cảm giác rất là khó chịu, bởi vì kích thước em này rất là nhỏ ạ, cho nên đã hoàn toàn loại bỏ được điều đấy nhá. Mặt lưng của em nó thì được làm từ kính trơn nhá, các bạn nghe tiếng này, rất là hầm hố chắc chắn luôn. Bởi vì đây là kính trơn ấy, cho nên em nó bám rất nhiều mồ hôi và dấu vân tay. Không những thế, cụm cam này thiết kế cũng rất là dị. Cả ba chiếc camera đều nằm trong một cái cụm cam bằng hình vuông, nhưng mà lại được bo tròn cái phần góc này nhá. Khung viền của máy thì cũng được làm bằng kim loại trơn nhẵn. Và cái điều này vô tình chung cũng khiến cho chiếc máy của chúng ta trở nên bám mồ hôi và dấu vân tay hơn rất là nhiều so với những cái khung viền bằng kim loại nhám nhá. Cảm giác ấn phím nguồn và phím tăng giảm âm lượng ấy cực kỳ chắc chắn. Nó không hề lọc sọc hay ọp ẹt như một số dòng Xiaomi giá rẻ. Và cái độ này phím ấy mình cảm thấy khá là ok. Cái cảm giác ấn phím này cũng là vừa đủ để mình dùng một cái lực ok để ấn, nhưng mà cũng không khiến cho cái phần phím này quá dễ bấm, để mà khi chúng ta đút vào túi quần chúng ta vô tình chung ấn nhầm những cái nút này. Về phần màn hình, các bạn nhìn phần màn hình này, một cái viền màn hình cực kỳ nhỏ gọn và sexy đều cả bốn cạnh nhá. Tuy nhiên mình thấy rằng trên em Xiaomi Redmi K70 và K70 Pro ấy, thì cái phần viền màn hình đang mỏng hơn đáng kể so với em Xiaomi 13 này nhá. Tuy nhiên với cái nhu cầu sử dụng của mình ấy, thì mình thấy rằng em Xiaomi 13 này không chê được vào chỗ nào cả. Cá nhân mình không thích dùng iPhone bởi vì cái phần cụm cam camera làm bằng tay thỏ ấy, nó chiếm quá nhiều diện tích của màn hình, khiến cho cái cảm giác khi mà mình chơi game hoặc đọc báo, xem Zalo, TikTok ấy, thì mình cảm thấy rất là cấn luôn. Khi mà sử dụng em Xiaomi 13 này thì mình thấy rằng cái điều đấy đã hoàn toàn được khắc phục, bởi vì Xiaomi 13 chỉ có một cụm cam hình nốt ruồi ở đây. Và hơn hết nữa ấy, mình cũng không phải là iFan, cho nên đối với mình em Xiaomi 13 này đó là niềm mơ ước của mình luôn. Và điều thứ ba ấy, đó là mức giá của em nó. Hiện tại mình check giá trên web ấy, thì mình thấy em nó đang xấp xỉ gần 10 triệu. Cùng một số tiền đấy 10 triệu thì bên iPhone các bạn có gì? Không có cái máy nào có thể ngon bằng như thế này được. Chiếc máy này cũng không phải sử dụng cho những bạn thích chơi game. Với một cái phần diện tích nhỏ gọn như thế này ấy, thì khi chơi game cái hiệu quả tản nhiệt trên em nó sẽ không bằng được những em màn hình 6.5 hoặc là 6.7 inch. Mặc dù là như thế, em nó vẫn được trang bị con chip Snapdragon 8 Gen 2 mạnh mẽ nhất thời điểm lúc mới ra. Để mà xét về lâu về dài, khi mà chơi game quá lâu tầm khoảng 30 phút đến 1 tiếng thì mình nghĩ rằng các bạn nên sử dụng xò tản nhiệt nhé. Ok, nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, hãy cho mình một like, một share, một subscribe để mình ra những video tiếp theo hay hơn nha. Tạm biệt các bạn.